gợi ý 9 cách kiếm tiền từ TikTok trong năm 2023. 1. Quà tặng video TikTok. TikTok có phần tặng thưởng cho những nhà sáng tạo thường xuyên tạo ra nội dung có giá trị. Khi người dùng gửi tặng các món quà, nhà sáng tạo tích lũy thành kim cương và đổi thành tiền mặt khi có lượng kim cương nhất định. 2. Tặng quà trực tiếp trên TikTok. Tương tự như tính năng quà tặng video, người xem có thể gửi quà tặng trong các phiên live để nhận được quà. Nhà sáng tạo cần kích hoạt tính năng để bắt đầu nhận quà. 3. Bán hàng trên TikTok Shop. Bán hàng là phương pháp phổ biến nhất để kiếm tiền trên TikTok. Lý do là vì mọi người có thể vừa xem những video giải trí, vừa có thể thoải mái mua sắm cho cá nhân. Bạn cũng có thể kết nối tài khoản TikTok Business của mình với các nền tảng thương mại điện tử như Shopify, BigCommerce để bắt đầu bán hàng trực tuyến. Bán hàng trên TikTok Shop, bạn có thể giới thiệu sản phẩm của mình qua các hình thức như video đăng hàng ngày, phần giỏ hàng, video trực tiếp, live. 4. Affiliate Marketing. Tham gia chương trình liên kết TikTok, Affiliate Marketing trong một thị trường ngách là một cách tuyệt vời để kiếm tiền trên TikTok. Bạn có thể đăng nội dung về sản phẩm và gắn link liên kết đến các sản phẩm. Khi người xem mua sản phẩm bằng cách nhấn vào link từ bạn, bạn sẽ nhận được phần trăm hoa hồng, 5 quảng cáo bài hát. Nếu bạn có lượng follower và tương tác lớn, các công ty âm nhạc sẵn sàng trả tiền để quảng bá bài hát trong video của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đưa beat và bài hát của mình lên TikTok. 6. TikTok Ads, nền tảng quảng cáo TikTok có một số công cụ mạnh mẽ để giúp quảng cáo của bạn tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Bạn có thể nhắm mục tiêu mọi người theo độ tuổi, vị trí, sở thích và các yếu tố khác. Là nhà sáng tạo, bạn có thể chọn nội dung phù hợp nhất với mình. 7. Nội dung được tài trợ. Các thương hiệu hợp tác với nhà sáng tạo cho các chiến dịch kích hoạt thương hiệu và sản phẩm khác nhau. Do đó, họ có thể trả tiền cho các bài đăng của nhà sáng tạo. 8. Donate và huy động vốn từ cộng đồng. Với tư cách là nhà sáng tạo, bạn có thể nhận những khoản donate nhỏ dưới dạng đóng góp trong các phiên TikTok live của mình. 9. Xây dựng và bán lại tài khoản TikTok. Bên cạnh các phương pháp trên, bạn có thể kiếm tiền từ TikTok bằng cách xây dựng và bán lại các tài khoản TikTok. Đó là một hướng đi tốt nếu bạn có sở trường xây dựng khán giả và có thể xây dựng tài khoản một cách tự nhiên. Để bán tài khoản TikTok thành công, bạn phải tập trung vào các chủ đề phù hợp cho khán giả vì điều này giúp người mua tài khoản tiếp tục đăng nội dung và duy trì mức độ tương tác dễ dàng hơn. Nếu bạn nghiêm túc muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung và muốn kiếm tiền từ TikTok, hãy sử dụng những cách gợi ý trên để phát triển kênh TikTok và kiếm tiền từ bây giờ nhé.